Được, hôm nay mình sẽ cho các bạn coi một trò đó là Social Mobile. Thì cái trò này chúng ta có thể diễn bất kỳ chỗ nào. Chúng ta đi chơi, uống cà phê, chúng ta đi nhậu, chúng ta đều diễn được. Đầu tiên chúng ta mở một cái đồng xu. Đồng xu của khán giả. Chứ thêm một cái lon. Mua trong quán. Các bạn lấy cái cây bút. Cho khán giả ký tên lên cái cây bút. Rồi. Mà riêng cho khán giả ký tên lên. Bạn thấy đồng xu nó được ký tên lên. Rồi, như vậy đồng xu nó đã được ký tên lên rồi. Bây giờ tiếp theo, các bạn sẽ diễn với cái lon này. Bất kỳ một lon nè. Một lon bia hay là lon bột hay là lon nước ngọt. Bất kỳ cái lon nào chúng ta diễn cũng được. Rồi, cho anh luôn. Con cầm cái đồng xu lên. Bạn thấy hoàn toàn không có đồng xu. Cái đít nguyên vẹn. Cái đầu cũng nguyên vẹn. Cái lon hút. Rồi như bây giờ mình lắc các bạn sẽ nghe nó kêu rột rột. Bây giờ mình sẽ khui cái lon nó ngọt này ra. Các bạn nhìn bên trong. Các bạn thấy cái đồng xu nó có chữ ký bên trong. Nó lọt bên trong cái đồng. Chúng ta có thể lấy cái đồng xu này ra luôn. Rồi mình nghĩ chắc phải cắt cái lon này lấy đồng xu luôn á, tại vì lấy không được. Rồi các bạn có thể mượn bất kỳ cái lon nước ngọt nào, lon bia nào, mượn bất kỳ đồng xu này cho nhật ký tên. Chọn cái khui ra, đồng xu này.